Mặc dù việc giãn cách do COVID-19 đã ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế, song số lượng tài khoản chứng khoán vẫn không ngừng tăng, mỗi tháng hơn 100.000 tài khoản. Trung tâm lưu ký chứng khoán cho biết, trong tháng 9, số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới đã phần nào hạ nhiệt với gần 114.800 tài khoản, giảm khoảng 6.000 tài khoản tương ứng 4,7% so với tháng trước đó. Tuy vậy, đây vẫn là tháng thứ 7 liên tiếp thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì được mức mở mới trên 100.000 tài khoản trên một tháng. Lũy kế 9 tháng, đã có tới 956.081 tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân được mở mới, tăng hơn 2,4 lần so với cả năm 2020 với 392.527 tài khoản.